chào tất cả khán giả của Đại Chiến Ẩm Thực. Tôi là Su Su, Hoa hậu Việt Nam 2023. Tập này thì chúng ta sẽ gặp gỡ hai vị khách mời rất xinh đẹp, gọi là cũng xem với nhan sắc của Su Su đó. Và ngay sau đây xin mời khách mời của Đại Chiến Ẩm Thực. Trời ơi, sao mà xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2022. Xin chào tất cả mọi người, mình là Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trời ơi, bữa nay ha, Su Su đứng giữa hai hoa hậu, ta nói ba người đẹp đều và ứng sát là coi. Giống phúc lộc thọ chưa? Hả? Bữa nay biết mọi người sẽ mặc cái tông màu nó rất là bình thường á, cho nên mình chọn một cái màu cũng khá là nhu mì để đứng giữa mọi người để cho nó phù hợp. Hơn người ta quá, cái nhiều khi người ta nói quánh giá mình chém sân si này nọ, nó không thích vậy đâu. Trời ơi, dương miệng này chị tự mua, sách thì tự đặt người ta in, áo dài chị mượn đó. Su mua thì Su cũng phải mua cho tới, mình phải có quyền trượng. Đúng đi, rồi cái đăng quang đồ quyền trượng cho 700 mấy, là cái này có 240 à. Trời 700 ơi, 700 mấy nó kiểu nó cao quá đó em. Bữa kêu nó sale 70 nó không sale luôn em. Ai mà xem được cái đó? Thôi kệ đi, thông cảm đi. Nếu mà chị không có đủ điều kiện tài chính á, Trời đất ơi, tự nhiên cái cục tỉnh xe đèn luôn. Trời ơi, dương miệng này chị tự mua. Trời ơi, sách thì tự đặt người ta in, áo dài chị mượn đó. Nặng nha. Cái đồ em nói nghe nặng lắm đó. Không, để em về em đặt shop đi chị. Em bóp em bóp nhẹ nhẹ ba cái kim cương chị nó mớp. Trời ơi, bán cái hộp nhựa đó em, dễ mớp lắm nha. Dạ, em sao? Xin lỗi chị. Thôi nói chung là hoa hậu nhân ái như vậy là được rồi. Của ít lòng nhiều. Tên nó xô cùng đội với ông ta. Không, trời ơi, vậy đi càng tốt. Ủa? Em sẽ đánh bại Sung. Còn em thì sao, chị có đánh bại em không? Đánh nợ đánh em bại trong em nhà không? Nè, để chị coi. Không, bây giờ mình đã bước vô đây rồi là những cái gì mà liên quan tới đời tư, chuyện ở nhà để ở nhà, phải không? Yeah. Bước vô đây là phải quyết chiến quyết thắng. Và Thanh Thủy và Mai Phương không có cô đơn trong hành trình này đâu, bởi vì chúng ta còn có hai người chơi mà ta nói gắn liền suốt từ đầu tới cuối, đó là anh Đàm Vĩnh Hưng và ngoại Vũ Hà. Nhưng mà bây giờ rất đặc biệt, đó là một cái phần mở màn không có sự xuất hiện của hai người đó, đồng nghĩa với việc Mai Phương và Thanh Thủy phải tiến vào bên trong Victoria núi Sam, và chúng ta sẽ tìm anh Đàm Vĩnh Hưng và ngoại Vũ Hà trốn ở trong á. Nói chung là chơi giống như là bịt mắt bắt dê, chơi nhanh 10 vậy đó, đúng không? Yeah. Nha. Yeah. Cố lên, cũng phải tìm thật là nhanh nha. Và ngay bây giờ xin mời Thanh Thủy và Mai Phương bắt đầu tiến vô bên trong. Mẹ nó chị. Trời ơi, mẹ lên. Chị đi không nổi. Em bế chị đi nha. Rồi, được rồi. Lẹ lên, kiếm đi. Ở đâu, ở trời đâu? Trời ơi, mới sáng xuống. Kiếm đi, kiếm đi. Khu vực này rất là đông đúc, rộng rãi. Chỗ bên này có mất không? Anh Hưng ơi. Trời ơi, kiếm đâu trong lần nữa. Có xuống cầu thang không? Phải bắt được nha, ví dụ mình gặp á, mình phải giữ người ta được nha, người ta sẽ bỏ chạy đó. Khó quá vậy trời ơi. Chắc ít ai vô phòng vệ sinh lắm Thủy ơi. Thank you.
Bây giờ khu này không có, mình chạy ra khu khác. Trời ơi, phở nhìn ngon quá. Bà kiếm ở đâu trong cái nồi lẩu vậy bà Phương? Ngoại ơi, cho con nhìn mặt ngoại xíu được không? Ủa trời ơi. Hai người thôi mà tìm khổ vậy trời. Đứng đây mình nè. Hồn khí trời nghĩ đi. Mình nghĩ đi để một lát chương trình mất thời lượng quá, chương trình tự đi kiếm mình. Hai đứa nhỏ tuổi mà hai mấy tuổi. Trời ơi ngoại ơi ngoại. Không lại ngoại nữa. Mà bây giờ mà coi lại tập này ngoại coi lại cách sống ngoại đi. Ngoại là 70 mấy tuổi. Hai bạn chỉ có 10 mấy tuổi thôi. Mà ngoại nghĩ sao ngoại chạy bỏ người ta. Ngoại làm vậy coi được, bây giờ giận không chơi nữa đó. Này. Mà sao bà ngoại chạy heo quá vậy? Ủa tính này là mới đó luôn á. Hồ bơi đúng không xa luôn. Không lẽ bà ngoại xuống bơi hả? Nước nè. Nè. Không mình rảnh mình qua mình đốt nhang đi. Để cho dễ kiếm. Đó. Đúng rồi. Phải tâm linh như vậy đó. Qua mai kiếm được. Chị tới đây. Tới đây em. Ủa? Vẫn tỉnh bơ quá vậy. Anh nghĩ sao? Trời ơi trời. Lanh quá, lanh quá. Em lanh trước mà. Em tìm anh. Rồi. Bây giờ hai hoa hậu đã bắt được anh Đàm Vĩnh Hưng. Còn một bà 70 tuổi, một cụ bà 70 tuổi. Thôi, tôi sợ lắm thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Còn ngoài là em bắt trước đó mà em rượt không kịp. Nãy ai chụp anh Hưng đầu tiên? Em. Rồi còn Thâm Thủy ráng kiếm nha. Nhìn hơi bị giả luôn á Thủy. Giả tóc giả. Tóc giả nhìn quá giả luôn. Văn phòng quá. Đố các con bắt được ngoài. Úi dồi ôi, ngoại là bấm biến hết hình hết người đến người kia. Nếu con bé đâu có bắt được ngoài ha. Sao? Rồi kính thưa tất cả quý vị, sau một thời gian trầy di chóc giải cho nó sức vuốt luôn,
thì hai hoa hậu, đây hoa hậu Mai Phương đã tìm được anh Đàm Vĩnh Hưng, hoa hậu Thanh Thủy đã tìm được ngoại Vũ Hà. Bây giờ để chia đội như thế nào? Xin mời tất cả mọi người chúng ta di chuyển đến vị trí tiếp theo. Như mọi người cũng biết là sắp tới thì Mai Phương sẽ chinh chiến ở đấu trường quốc tế đó. Cho nên chúng ta sẽ có một cái thử thách nhẹ nhẹ như thế này. Đó là tạm giảng ngoài Vũ Hà và anh Hưng sẽ là hai người training cho Mai Phương những cái kỹ năng cần thiết. Chúng ta sẽ chia đội. Có nghĩa là mấy em này sẽ chuẩn bị đi thi nước ngoài. Rồi. Trời ơi, đứa nào đi thi nước ngoài qua đây. Trời ơi, qua đội ngoại nè. Con cũng đi thi mà chưa tới lúc thôi. Vậy thì chưa còn lâu, còn lâu qua đây với anh. Em qua bên đây. Ngoài là kinh nghiệm đầy mình. Dạ nè, cho anh lên đi. Như thế này, tại vì biết sao không? Tại vì con chuẩn bị con đi thi nước ngoài. Mà ngoài này có kinh nghiệm đi nước ngoài là 360 năm nước rồi. Không, wow. Về đội ngoại một lát, đội ngoại tâm sự cho cái cách mà khi mà đi nước ngoài này là làm sao này rồi để cho mình nó hòa nhập với người bản xứ. Yeah. Nhớ đừng có dạy cháu ăn cắp nha ngoại. Trời mày đi đi hả? Trời ăn cắp. Bây giờ nào ngoại? Ngoại muốn training cho Mai Phương về cái vấn đề gì? Ví dụ đi, con vô một cái nước nào đó con phải đi ngang qua hải quan đúng không? Dạ. Yeah. Là con cứ nói là con no one need. Yeah. No one need. No one need. No one need. Là không no có English. Anh nói no English. Dạ, no English. Con bé này trời ơi là trời. Yeah. Con bé là mình là người Việt Nam. À dạ. Mình nói cái gì là cái người bản xứ ở đó là họ bắt buộc họ phải hiểu. No English có nghĩa là nó tự hiểu là mình sẽ không biết nói tiếng Anh. Yeah. Dù mình có biết. Dạ. Yeah. Mình cứ giả vờ mình nói mình không biết. No English. Đó. Dạ. Yeah. Thế nó mới hỏi con là bây giờ mày qua bên đây mày làm gì? Em đi thi. Thi thi tiếng Anh là gì? I go to compete. Trời, ngu lắm. Dạ. Yeah. Đừng có nói như thế. Trời ạ. À. Nói nè. In marathon. In marathon. Ngoài chạy đua không ngoài? Đó, cái nói như vậy là người ta tưởng con đi chạy bộ mà con chạy không lại đâu. Trời đất ơi. Nó không được. Rồi tới khúc phỏng vấn là sao ngoài? Khúc phỏng vấn giả lưỡng sự đồ á. Đó là khi con đi thi. Còn bây giờ là con đang qua bên để con đi qua nhanh cái mà hải quan, con hiểu không? Người ta hỏi ở bên đây bao lâu rồi trả lời sao? One month. Trời ơi, cái gì vậy trời ơi, khổ vậy. Còn 45 ngày đi. Đó, thì con không cần nói gì hết. Con không cần nói gì hết. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó. Cái gì vậy bà nội? Nói vậy còn chết nữa ngoại ơi. Có gì đâu nè. 9 là 5, 4, 5. Trời ơi, trời ơi. 9 là 5, 4, 5. Mà 4, 5 ngày. Trời ơi, trời ơi. Tạp quá vậy mà. Không có phức tạp. Tụi nó hiểu luôn đó ngoại. Là bờ nó biết là con là không biết tiếng Anh không? Mà đi mày nhà mày đi qua nè nha. Ngoại có chắc là ngoại được đi nước ngoài nhiều chưa? Chắc. Con hỏi thiệt ngoại nhà, ngoại có thật sự muốn dạy người ta không vậy? Có thiệt sự là có đặt cái tâm đức của có, một người giáo viên tâm dạy. Có đó có. Nhưng mà cái giáo trình cái có. À, cái tâm thì có nhưng mà trình độ thì không á. Ôi này này, trình độ nó không có quan trọng, quan trọng là kinh nghiệm sống. Ủa gì vậy? Dạ, trình độ nó chỉ là giải quyết cho vấn đề là ngay trước mắt thôi, nhưng kinh nghiệm con ơi con trường tồn. Cho nên đừng có sợ khi mà con đi nước ngoài cứ ra hải quan, ví dụ con có chuyện gì cứ bốc điện thoại gọi ngoài. Bây giờ á, theo cái sự mà chia sẻ của ngoại thì quyết định là Mai Phương qua đây đi. Mai Phương. Ủa gì đây. Vậy? Qua đây đi rồi, đội này ba người, ngoại chơi một mình đi. Trời ơi, cái trình độ như vậy mà ai mà dám chơi. Không, qua đây hết ba người luôn. Qua đây luôn đi. Em team no English. No English luôn. Trời đất ơi, cái gì vậy trời ơi là trời. Me and you English. Ok, đó, vậy giờ, đó an bài vậy rồi ngoại chịu không? Nói nghe nè, cái người mà có số có má, có một sắc đẹp trường tồn bảo quản theo thời gian thì đứng đâu cũng được, chơi cái gì cũng được, ai về đội ngoại đều thắng. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thử thách tiếp tục, đó là hoa hậu Mai Phương sẽ training ngược lại cho ngoại Vũ Hà. Gì nữa? Về khả năng tạo dáng trước ống kính. Trời ơi, trời ơi, chưa chết với ngoại nha. Ngoại dư sức luôn á. Rồi bây giờ trước khi mà ngoại cách quốc cũng như là tạo dáng thì bây giờ Susu và hoa hậu Thanh Thủy cùng là danh hiệu hoa hậu Việt Nam. Trời ơi, sẽ em là 2023 đây. Bé này là tiền nhiệm của em 2022. Bây giờ sẽ cách quốc cũng như là tạo dáng trước. Xí xí xui. Sao hoa hậu Việt Nam không có năm lẻ xui. Sao hoa hậu Việt Nam không có năm lẻ xui. Rồi đó, hiểu luôn rồi đó. Hiểu được. Rồi coi như năm nay tôi tự tổ chức cũng được vậy, tôi tự đăng quang cũng được vậy. Chà con này lên đài mà nói cái gì vậy trời. Cắt đi, cắt cái khúc đó đi. Vẫn có năm 2023 dành cho tôi.
Rồi, bây giờ mình sẽ kết quốc nhẹ nhàng cái đường len này. Sau đó mình sẽ tạo dáng cỡ 72 dáng giống như là phép thần thông vậy đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến với những nét tạo dáng rất ấn tượng, đậm chất cổ điển của ngoài Vũ Hán. Go. Trời ơi, bà nhón ngó quá vậy bà nội. Ghê không, cái bụng này hợp vô. Rồi. Rồi. Trời ơi, cái thập niên đó không vô đây được hả ơi. Không biết họ ráng lắm rồi. Không có ráng, bình thường đó. Cố lên ngoại, rồi. Mình còn 10 giây thôi. 1, 2, 3. 10 giây, 75, 8. Dây 75 tấm. Em thấy là không vô, anh thấy sao? Vô. Thì nó cứ... Cái khúc này là không được nè. Đừng làm. Tại vì có những người mà không được tham gia ở phía ngoài họ ganh tiền. À. Giống như miệng đời đấy, hiểu không? Chê. À, ý ngoài đã nói ai vậy ta? Kìa. Rồi giờ sao? Bây giờ tôi muốn coi ngoài Hà đi thập niên 70-80. Không. Bây giờ hồi nãy mày đã đi rồi thì bây giờ chụp hình đi, cái chụp hình mới khó. Rồi mà ngoài. Ngày xưa các em hay là quý vị khán giả đã từng biết là có rất là nhiều tấm hình lịch. À lịch nè. Ê em thấy cái lịch nó hơi kỳ á. Ngoài quýnh lộn. Cái áo nó hơi chết bẹt. Đừng xa lắm rồi quý vị ạ. À. Chim trong lòng chim bay đi ra. Hay quá. Đang đẹp nha ngoại ơi đang đẹp nha. Oh yeah. Ờ, đó. Rồi, để em tươi lên nè. Hất cặp lên xíu, cầm lên nè. Đang bị ba nọng nè. Nè, chân nha, chụp dội lên cho cậu. Lộn quá ngoại ơi. Cái này... Tươi lên mặt niềm nở quan hỷ lên. Rồi. Ờ, cái này là bích liên nè. À. Diễm xương nè. Ồ, trời ơi. Lưu Thảo đâu? Môi hở, hơi nhiều quá, hơi nhiều quá. Lên, che người luôn. Mắt, đừng nhắm. Rồi. Trời ơi, đẹp quá. Đó, thấy ghê không, thập niên đó. Trời ơi, ngực tưởng lên đó. Cung nữ đúng rồi trời. Quá trời, quá đất rồi. Nó phim luôn rồi. Cổ điển. Con nó thấy không? Tất cả các dáng kiểu Lý Hùng này thấy không? Wow. Anh Lý Hùng ngày xưa đó. Còn Diễm Hương mà chị Việt Trinh này không? Ai con cũng hay dùng như nó lắm đó. Đó, nhưng mà bây giờ tụi con hay bị vậy này, có ngày cô con thả lỏng hơn chứ ngày xưa là người ta như thế này, hiểu không? Đó, nhìn thấy không? Hết rồi mọi người. Chụp nét giật mình đúng không? Và sau khi chúng ta trải qua những cái thử thách phụ đi kèm thì chúng ta sẽ chốt lại vấn đề ở đây luôn. Đó là ngoại Vũ Hà và hoa hậu Thanh Thủy sẽ là một đội. Yeah. Anh là Vĩnh Hưng và hoa hậu Mai Phương sẽ là một đội. Và tên đời của chúng ta là Xoài Lắc. Ngoại ơi, ngoại. Ngoại tính mở. Ngoại là tiểu thương hả? Ngoại tính mở sạp bán xoài lắc hả? Thì con bé này nó ăn nó khoái anh xoài. À, trời ơi, bên đây đặt rất là thiết thực nè anh Hưng. Tới đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và hoa hậu Mai Phương. Mai Phương là cô bé rất thông minh. Yeah. Và nhiều kiến thức, nhiều chữ. Cho nên là cho Mai Phương quyết định luôn. Em thích ăn măng cục. Trời ơi đừng, măng cục hả? Dạ. Đội măng cục quý vị. Rồi quyết định luôn. Đội xoài lắc và đội măng cục quý vị ơi. Và bây giờ hai sạp trái cây của các anh chị tiểu thương chúng tôi sẽ được đẩy ra ngoài chợ để đến với thử thách tiếp theo. Rồi đi chợ. Không có đi nhập hàng. Ủa sao vậy? Đi thi á, mà đi là thi là về ẩm thực. Dạ. Mắc mớ đâu có phải đi thi thư chữ đâu mà là có kiến thức sơ. Ủa là sao vậy? Đi con. Ủa chứ mình chưa nói gì đúng không? Trời ơi. Trời ơi. Thôi đi. Cái hơi lợt quá em. Lợt cái gì? Hồi nãy đó mày nói trời ơi là cái gì bé này là có rất là nhiều kiến thức. À, rất là giỏi. Ừ. Ê, đứng lại nói cho đâu luôn. Người ta nói là để cho gì? Để cho con bé đặt tên, đó là cái quyền cá nhân của đặt tổ tên chúng tôi. Có nhiều kiến thức là như nào? Không sao đâu. Mình phải nói lời nhẹ nhàng. Tốt mình phải yêu thương nhau chứ. Ngoài ơi, lẫn nhau. Mình luôn nói sự thật và luôn phải có trách nhiệm. Quy tắc và hạnh phúc đó. Ngoài,
Thiên ngoại nha, không hề biết giữ lời hứa, không hề biết ơn cuộc sống. Và đặc biệt là mày nói chuyện xong là xà lơn là không biết cảm ơn bây giờ xin lỗi. Sao biết? Thôi thôi đừng có cãi lộn nữa bây giờ nè. Anh Hưng, qua hậu Mai Phương, qua hậu Thanh Thủy mình ra chợ đi ngoại đúng. Mày nữa, mày ngoại đúng. Mày không bao giờ, mày luôn luôn là không biết lắng nghe và thấu hiểu. Nó nói gì? Cảm ơn đi ra chợ mà ăn yên sao sống được. Rồi đi. Ngoại lên cái bảng này ra chợ, ngoại vừa đi vừa học luôn. Ra chợ phải không? Miệng con tay ra miệng ăn nó. Rồi đúng rồi, mày nghỉ đi, chắc là chả sợ mày. Tao cũng sợ mày ghê à. Con bé đi nha, mày không biết đánh cũng nữa. Trời ơi, thấy không? Rồi, chúng ta lại có mặt tại chợ Châu Đốc. Như thường lệ thì đại chiến ẩm thực chúng ta sẽ có một cái sạp tạp hóa được gọi là sạp tạp hóa vua biển đó. Nhưng mà ngày hôm nay sạp tạp hóa của chúng ta bự hơn, đó là cả một cái chợ Châu Đốc này nè mọi người ơi. Chợ Châu Đốc nằm ngay trung tâm thành phố, là nơi tập kết các mặt hàng đặc sản và món ăn hấp dẫn nhất khu vực. Nơi đây còn là vương quốc mắm với vô vàn loại mắm khác nhau được bày bán ngay trong chợ. Không khí náo nhiệt và những đặc sản miền Tây là điểm thu hút rất nhiều khách du lịch cũng như người dân Châu Đốc đến mua sắm tại đây. Trong cái tập này chúng ta sẽ có rất nhiều những loại nguyên liệu mình có thể mua trực tiếp tại trong chợ. Nhưng bây giờ tiền đâu, ngoại có tiền không? Không. Có tiền không? Không. Rồi Vương có tiền không? Dạ không. Anh Hưng có tiền không? Có. Còn đâu ra? Ở nhà. Cái gì? Chị em cứ bán em sao? Trời ơi đâu có được. Chúng ta đều đến đây với hai bàn tay trắng, cho nên để mà có tiền thì chúng ta phải thực hiện những thử thách. Và thử thách đầu tiên của hôm nay đó là trong chợ sẽ có những sạp của các anh chị tiểu thương có dấu hiệu nhận biết của chương trình đó, và chúng ta sẽ vào đó và nhận được một mật thư từ các anh chị tiểu thương và thực hiện thử thách đó để nhận tiền từ chương trình. Chứ giờ mình đến vậy đại chiến ẩm thực, đi tìm liền đi. Ủa đi vô chợ hả? Chỉ sạp là có dấu hiệu của chương trình mới được nha. Dấu hiệu chương trình là dấu hiệu gì? Con ơi chạy lên con ơi. Hello. Ủa có cái dấu hiệu gì không? Nãy giờ chương trình có gửi cái gì không? Nãy chương trình có gửi cái gì, có gửi cho sạp mình cái gì không? Hôm nay có đứa nào đến nó gửi cho các anh các chị một cái gì không? Đó đẹp rồi. Trời. Nó không có gửi hết trơn hả? Mày đi đâu vậy Hưng? Chưa nãy giờ có ai gửi gì? À, trời ơi, đây rồi, trời ơi. Chị cho em cái gì được, cảm ơn chị đưa cái đó cho em. Dạ. Không, chị cái bì hư đó chị. Có cái logo mới được nha. Trời ơi. Hay quá vậy trời. Rồi bây giờ ngoại đọc mật thư lên đi ngoại ơi. Đây. Đọc mật thư lên nè. Phân biệt các loại mắm, đội chơi phải thử 5 loại mắm đặc sản của Châu Đốc và phải đọc được chính xác tên của cái loại mắm này. Mình phải ăn thử mỗi loại mắm một ít. Đó. Bây giờ lấy cái gì múc ra ăn đây? Ủa, tụi tao là mày đi kiếm đi. Cho em cái đây luôn nè. Rồi, 5 loại. Mật thư trong này luôn đúng không? Rồi bây giờ đội của ngoại Vũ Hà đã tìm được mật thư trước. Ngoại qua đây nè ngoại ơi. Đó cho nên là đội của ngoại Vũ Hà sẽ được ăn trước. Ra nó coi cái cắt mắm gì đó. Em là cái này không? Cái này không? Là cái món nào á? Nhiều loại lắm nè. Kèm trước. Ngoại. Các loại mắm này là nó đủ ngoại đủ luôn chứ. Kèm chốt lên sạch. Coi nhận rồi. Sao mà cắt nhỏ xíu vậy? Rồi, bây giờ đội của ngoại là tìm được mật thư trước, cho nên là đội của ngoại sẽ được thử trước, thử 5 loại và phải đọc đúng tên của cái loại mắm đó nha. Đây, loại đầu tiên mời ngoại. Bây giờ nói một câu rồi cho công bằng luôn. Bây giờ tao nói sai, cái con này nó đứng đây nhìn thấy. Đây nó phải đi chỗ khác. Đi chỗ khác đi. Đi quát chơi. Mà ngoại dữ quá vậy. Trời ơi, thi mà con. Thôi, giữa chợ một lát gây lộn kỳ lắm, thôi mình đi với anh. Mình đi vòng vòng ăn uống gì chơi lát gặp lại nha. Cá hành tôm. Thôi. Để con đuổi cho ngoại đừng có nóng. Rồi đi anh, tin nhận đi bé ơi. Đi chỗ khác đi. Trời ơi, đúng rồi. Đúng rồi. Bởi vậy thì ngoại chơi game là thấy ok đó. Không có chứ, mày đừng có xạ bờ. Trời ơi. Bây giờ ngoại Vũ Hà sẽ thử cái món đầu tiên. Coi là chị cứ nói đáp biết. Chị đừng có nhắc nha.
gì? Mắm cá Ninh. Mắm cá lên đúng không chị? Đúng rồi. Yeah. Rồi cho em cái dĩa thứ hai đi. Loại mắm thứ hai. Đây. Gọi là cái hình ảnh là giống nhau hết đó nghe. Ừ, cái này là chốt quá. Rồi, đó. Mày đừng có nhìn vô trong đó đúng không ơi. Có sập. Ơi. Rồi. Mắm gì? Không sập. Không phải. Con này không phải sập đâu. Cá chốt hay sao? Hình như là chốt. Rồi. Có chốt nó mềm mà có sập. Đây nè, cá chốt đây nè, nó chốt đây nè, nó nè. Phải không? Kỹ đi, chốt kỹ nè. Đi. Sao vậy nè, cũng na ná nè, đó, thấy chưa? Không, cái này con nghĩ là ba khía đó ngoài. Không phải ba khía đầu mẹ. Không có nhắc được. Rồi. Cái này 5. Cái 4. Rồi mày cái gì vậy trời? À. Không có cái điện. 2. Ngoài ơi, ngoài cầu cứu tao hoài ra ngoài. Cái gì? Trời ơi, không có hỏi. Trời ơi. Sao? Qua đây. Không hỏi bên này. Qua đây. Không được. Mới đáng sạp này. Cá sạc nè. Rồi, mắm cá sạc. Mắm cá sạc đúng không chị? Đúng rồi. Trời, cảm ơn. Quay qua cảm ơn chị kia là. Cảm ơn chị. Rồi, món thứ ba. Đây. Y chang luôn. Sao giống quá. Cái hình y chang vậy đó. Thử đi. Khó. Rồi bây giờ cho Thủy đón lần đi ra ngoài. Mắm cá chốt. Đúng không chị? Đúng rồi. Tới món cuối cùng. Đi còn một mật thư nữa. Có ai giữ cái lô mà mật thư của Thủy Hưng không vậy, chương trình đúng vậy? Người ta gửi gì không? Không có hả? Cô có ai thấy cái mật thư của chương trình không cô? Mật thư gì không vậy? Chương trình của con có gửi, không gửi gì hả? Mật thư gì không? Nó gửi cái mật thư. Không hả? Chương trình có gửi cho mình cái lá thư nào không? Cái mật không? Không hả? Mẹ nó gì qua chỗ khác nữa rồi. Đi tìm. Chị có giữ ở đây người ta có gửi cái mật thư gì không em? Thôi giờ cho anh xin đi. Xin. Cho em đường ngoài rồi. Dạ. Yeah. Trời ơi. Nước không nước. Cho em xin mật thư cả nhà ơi. Rồi cho anh xin. Tuyệt cảm ơn. Chị đẹp nhất hôm nay. Rồi, mình làm. Nhiệm vụ lột vỏ cá thúc nốt. Đội chơi phải lột được 2 kg. Rồi ok. Trước khi lột mình ăn mấy đồ không ạ? Ăn mấy đồ. À, lột từ đây ra hả? Có dao không cưng? Dạ có dao luôn. Rồi cho mượn dao đi, Nằm có dao bào không vậy? Không, cái này có tài dao bào. Trời anh Hưng lẹo quá à. Ở nhà có nấu ai à? Có thằng nấu ăn không? Dạ có, em nấu ăn được. Vậy hả? Có. Em gõ không cần. Không biết bên kia đoán anh tên loại mắm cho anh. Không bao giờ, tại nó không phải dân ăn mắm. Cái thứ tư. Đó, mình có 5 loại lần. Đây. Trời ơi, cái hình hài cũng na ná nha. Không có nhát cái chị nha. Trời ơi, đá mắt quá trời đá rồi. Ngoại ăn nguyên cục đi ngoại. Cho con thử nè, đi. Nè, thử đi. À. Mắm chốt. Thơm mắm cá chèn. Mắm cá chèn. Cá chèn đúng. Cá chèn đúng vậy. Mắm cá chèn đúng vậy. Đúng rồi. Yeah. Trời ơi, nói này mắm cá chèn. Rồi chừng mặn nha. Trời ơi, ngoài giòi mắm đó. Ngon không? Ngon. Rồi mắm cá chèn. Rồi, đây. Ủa cái gì? Thấy cái này hình hài lạ anh nha. Không, cái này là nó giống mắm. Mắm cái gì chú? Cái gì? Nghe đây. Chị nãy gì chị? Cái gì? Cái này mắm gì? Cái này mắm gì? Cá Ninh. Giờ lóc nè, lóc hay lên? Lóc. Trời. Thôi nè, không có gây lộn. Lóc gì kìa vậy? Cá Ninh. Nè khoan. Hai người Ninh, hai người lóc. Trời đất ơi. Bây giờ hỏi người thứ năm. Hỏi anh trai. Đây nè. Hỏi luôn. Anh trai, cái này mắm gì vậy anh trai? Hình như nó là khô chứ không phải là mắm. Khô? Ủa? Chết cha không? Nó khó nha, nè qua hỏi này nè. Cái gì? Cái này hả? Cái này là khô. Khô. Không phải là mắm. Khô chứ đâu phải mắm đâu em. Khô gì anh? Hả? Cái này hả? Khô mặn. Khô. Khô nhưng mà là cá. Khô vậy á chú ơi. Nhưng mà phải có cái tên. Chú ăn thử không? Ăn thử rồi ăn. Đi mà chú. Bây giờ hỏi tiếp đi. Rất là khô đó. Này
sản gì anh? Cái này cá mè dinh. Mắm gì? Mắm cá mè dinh. Mắm cá mè dinh. Từ đó không? Thầy ông mắm cá mè dinh. Rồi, mắm mè dinh. Quyết định đi nè. Đi đây coi vậy tao dò coi, coi vậy làm gì có. Có hai cô nói là cá lóc, hai cô nói cá linh, hai chú nói là cô. Sao? Cái này là cô. Cá mè dinh. Các em muốn biết đáp án gì thì xem cùng chị đến cuối chương trình nhé, hi hi. Ngoại trả lẹ là đẳng ngoại ơi. Ủa cái gì vậy? Rồi. Bên đây mình làm tới đâu rồi ta? Ngon vậy. Đừng ngoại ngoại tụi, cũng người ta. Bây giờ thử thách của mình cũng ngồi mình bào một thao như vậy đó. Nhìn nhàn hạ quá ta. Rồi qua. Dạ. Trời ơi. Có bấm giờ bấm giúp thì không? Rồi sao, muộn đâu. Chị ơi, chị rồi. Có cái kinh nghiệm gì để em có cái kinh nghiệm nào mà chị làm cho nhau đâu? Bằng cái mũi. Không ai thao tác hết trơn á. Ủa tao hỏi kệ tao, trời ơi. Đi mà từ đâu tao tự làm nè. Ủa thì đáng chiều tao mày không hỏi. Không có, không được. Được rồi. À, người người ta khôn quá, người ta hỏi chứ. Khó quá à, thôi. Không, bình thường mà. Bào được không ngoại? Không phải, nó bể rồi nè. Rồi. Mình ơi, 75 tuổi rồi chị. Ca sĩ Vũ Hà 75 tuổi rồi, không ai tin đúng không? Em cũng tin đó, chứng minh nhân dân ghi rõ luôn, 75 tuổi rồi. Cái gì nè? Hả? Nhưng mình cứ lắc vòng đi là nó sẽ nghe. À, có biệt mộ nè. Ê, trời, bên đây cũng không rồi. Kìa người ta nằm lâu rồi mà. Quan kia đúng rồi. Thôi em gọt đúng. Đâu làm ngược chứ không vô tay á trời. Xịn rồi đó. Cố lên. Rồi, bên đây mình sắp đủ rồi nha mọi người ơi. Hết luôn rồi. Hết chưa? Rồi hoàn thành thử thách này nha mọi người ơi. Rồi bỏ nó đi em dọn cho. Rồi đi. Chạy xuống kia, bỏ này đây. Rồi tới Viễn Hưng Trịnh Thất. Bây giờ đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và Hoa hậu Mai Phương sẽ được thử 5 loại. Phải đoán đúng nha. Ok, yên tâm coi nè. Đây. Đó, bây giờ mình thử cái mắm này đầu tiên. Rồi mình sẽ nói tên nha. Rồi. Mắm Linh. Mắm Linh chắc chưa? Chốt rồi ta. À, một trong hai cái này nữa. Cái này em đang ăn. Linh Tặc Chèn Chốt. Linh Tặc Chèn Chốt. Linh. Không biết bên kia bán anh tên loại mắm cho anh. Không bao giờ, thành nó không phải dân ăn mắm. Thiệt, để anh. Linh. Sai. Cái này là cá chèn. Rồi, sai một cái đầu tiên sai rồi. Tới cái thứ hai. Này, từ thôi. Này bán nè. Đó, mình nhớ là cá chèn đã ra rồi nha. Mùi giống Linh quá ơi. Cá Linh cá Linh đúng không chị? Đúng rồi, rồi. Tới. Rồi, đây. Mời anh. Trời ơi, con nào cũng giống nhau hết trơn kìa trời. Giống hết, con nào cũng na ná hết á. Mắm gì? Con này xương nhiều. Xương nhiều. À, nào. Xương nhiều. Cái gì? Rô hả? Cái gì? Trời ơi. Không sao. Từ. Chốt là coi như lại á nghe. Giống. Sặc. Cá sặc đúng không chị? Đúng rồi, hay quá. em có thể mang vô anh Giang cho anh được không? Mang cái nào mà tắt đấy. Tao ngoại hay nè đó. Cắn ngang. Cố lên. Trời ơi, thấy không? Mọi người thấy không? Người ta yêu quý mình thấy không? Người ta ủng hộ mình. Mình đứng đây mình ngồi hơn bạn. Ủa, dễ chưa? Rồi, đẹp nhất chợ. Rồi, đẹp nhất châu đốc. Ok. Thôi giờ xuống đây à. Hot boy chợ châu đốc đó mọi người. Nhường cái ngôi lợn. Ừ. Hồi xưa đẹp trai chịu lắm. Trời ơi, giờ đỡ rồi. Bà ổng hát cái bản mà gái con gái.
À, tiểu thơ các nhà ai đúng không? Rồi, giờ ca làm giờ hát luôn. Nàng từ đâu đến, nào ai biết được. Hình như cô em xin... Chết mẹ quên, mất tiêu rồi. Hình như... Lâu lắm, mấy chục năm rồi. Hình như cô em từ xa mới đến đây. Làn da em trắng, bờ môi em hồng đã làm cho ngất ngây biết bao nhiêu chàng trai. Khi thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em. Đây thân xác, ngày xưa có. Đây thân xác, này linh hồn. Anh cho em hết không cần gì đâu. Đấy. Cách đây mấy chục năm mà ngoài đọc rap rồi đó con. Khi thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em. Đây thân xác, này linh hồn. Anh cho em hết không cần gì đâu. Ngồi đi trước thời đại quá. Tới em ảnh thứ tư. Đây, giống y chang. Không hát gì hết. Hát luôn á. Cá chốt. Đúng rồi. Wow, ba cá rồi. Đi bé. Cái này khó nha, cái này rất là khó. Hồi nãy á, đội của ngoại Vũng Hà phải cầm cái này chạy cả chợ nhờ cả chợ trả lời đó. Không? Cái này nó dặn này nè, đây nè. Kỹ nghe. Đó, có thể so sánh những món ở đây. Em nghĩ là con này còn đẹp. Cái màu sốt của nó. Không. Nhưng mà cái đó không có tên. Không có đâu. Đây nè bé ơi. Này quá. Lóc. Chắc chưa nè, em nói nghe nha. Tỷ lệ cũng được nữa. Tỷ lệ thắng 3 rồi. Cao rồi đó. Tỷ lệ thất bại cao rồi đó. Có thể quay ra mà sao mình hỏi mọi người ở ngoài sao? Mà con này chỉ cho. Dài quá. Ừ, từ thương sống ở giữa nhiều. Anh biết tại em dân mắm. Không có đâu. Không phải luôn. Một ai trả lời không phải rồi. Nghe chưa? Người ta trả lời không phải rồi đó. Cái mùi này mắm rô chắc luôn. Rồi, anh chốt chưa? Chốt chưa? Mắm cá rô chốt. Mắm cá rô đúng không chị? Đúng rồi. Ủa mình thích ăn mắm mà. Cảm ơn bà. Đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và Hoa hậu Mai Phương đã hoàn thành được 4 loại trên 5 loại mắm nha. Xin chúc mừng. Đây, cái này là đặc sao rồi. Ôi trời ơi. Có sự phân biệt đối xử. Em cảm thấy anh mới là thi, còn bên đây là ta đi nghỉ dưỡng nha. Rồi ta ăn uống no say anh, vậy đó. Anh hát đi, em khát nước của em, ba khía nó giật. Anh mua luôn nè. Không kể được ba khía mà ăn nè. Con anh cho mặn vô là mai mốt con rồi con nó khát nước. Không kể được ba khía mà ăn nè. Con ăn đi vậy con. Con anh cho mặn vô là mai mốt con rồi con nó khát nước. Rồi tranh thủ lên ngoại ơi, ngoại. Thấy ta đúng cái giọng ở dưới trời miền Tây nè. Lẹ ra đây anh trời ơi. Làm được công chuyện gì hết trơn á. Ăn uống không nè. Anh giống người gì ghẻ quá. Không giúp đỡ không? Không, cảm ơn. Cần không ạ? Hiểu rồi đó, thấy em đi đâu người ta cho nước, cho mọi thứ. Úi dồi ôi. Người thắng trong lòng của mọi người. Không nấu cho ăn. Thắng trong lòng khán giả. Dạ. Dù ta thua nhưng mà ta vẫn thắng trong lòng khán giả. Ta mới cho nước vào đây nè, thấy không? Khơi khơi cho luôn. Anh không hát đi, hát một câu thôi. Gió mơ những trang thốt nốt này. Lê bê ơi như gá xuống cà vừa. Đang vừa. Thế không, mình làm mà coi đứa nó phục vụ văn nghề đó thấy không? Chị biết là em cũng ăn vất vả đó. Thôi mình ngưng tay là mình ăn miếng đi. Chị em tình thương mến luôn. Ngoài có kinh nghiệm mà để ngoài làm. Thôi ngoài ngưng tay uống miếng nước nè. Uống miếng gì? Uống miếng nước đi rồi làm tiếp. Và kéo dài thời gian của mình. Cái con khủng nạn này nha, trời ơi, nó bịt cái đó lại. Đang kiểu có âm mưu là em đỡ xong cái bệnh viện nè. Ta sốt sắng không phụ cho ngoại thấy không? Ngoại thấy cho ngoại thấy là ngoại làm mất thời lượng chương trình như cho ngoại. Đó. Mai Phương ơi, Mai Phương. Dạ. Phương thử Phương hát một câu được không? Chờ bài gì ta? Bài gì? Quay. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình lại quay. Là hết rồi hả? Con bị rối loạn tình đình hả con? Con bị rối loạn tình đình thì sao mà con gặp ai được con cứ quay là sao? Quay sao cứ gặp lần đầu mà quay hết.
Rồi. Thôi nè Phương, bây giờ á nói nghe nè. Phương Thủy, Phương với Thủy có thuộc bài Lửa Hận Thù của Lách Binh không? Lửa hận thù đó trái ký ức dài tàn. Anh không sợ đất anh cũng như vậy mà. Gì nữa? Rồi làm lại nè, làm lại nè. Cho đều đặn nè, 2, 3. Lửa hận thù đó trái ký ức dài tàn. Tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà. Cháy. Đẹp trời. Cháy, cháy, không cháy gì cháy. Cái gì vậy bà nội? Ông còn Vương bên tao. Phải là hoa hậu là đúng rồi chứ đâu làm ca sĩ đâu. Anh nói xà lơ. Nào làm vậy? Rồi, nào. Nhảy nè. 2, 3. Như hoa lưu luyến vẫn còn vương bên ta. Bùm chắc chắc bùm chắc bùm chắc bùm chắc chắc bùm chắc bùm chắc bùm chắc chắc bùm. Đúng, đúng, đúng. Rồi. Không, xí, 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 xí. Đây. Ủa nó nghe tự nhiên bốn người bốn ly xì tôi đâu. Sao mà phân biệt luôn. Rồi chúng ta đã hoàn thành những thử thách của hôm nay. Kìa cho và... kìa. Ôi trời ơi công đức vô lượng. Dạ thì kết quả như sau. Cái thử thách gọt cái thốt nốt thì đội chiến thắng là đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và hoa hậu Mai Phương. Yeah. Và thử thách thử mắm đội chiến thắng đã thuộc về tăng 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 Ngoại Vũ Hà. Ủa gì vậy? Anh Tuệ. Thi ra thi ra thi ra đi vô đi vô thôi công thôi công trời ơi trời ơi trời ơi. Có hai cô nói là cá lóc, hai cô nói cá linh, hai chú nói là cô sao? Cái này là khô. Cá mè dinh. Mắm cá mè dinh. Đúng không vậy? Đúng rồi. Vậy là đội của Hoàng Vũ Hà và Thanh Thủy đã hoàn thành thử thách này với 5 loại mắm nha mọi người ơi. Trời ơi. Sao ngoại am hiểu về mắm quá vậy? Không có am hiểu mà là kinh nghiệm. Rồi tặng cho anh lúc đó. Rồi ôi cảm ơn chị nha. Ra đường thì hỏi già mà về nhà thì hỏi trẻ, không biết thì hỏi thiên hạ. Đó thì không. Biết sao không? Hồi nãy lúc lại trả lời cô nói đội của ngoại trả lời được có 2 cái nè. Cái ta trả lời được 3 cái tao nói thắng rồi. Người ta trả lời được 4 cái, còn ngoại trả lời được 5 cái. Trời ơi, vậy là chơi chiến thuật cơ, mình là thua. Rồi. Nhưng mà hồi nãy thì dạy không được tin. Chúng ta sẽ có giai đoạn tước dương miệng của quý vị. Ngoại 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 ngoại. Lẹ ngoại. Ngoại. Rồi xuống đội dương miệng nè. Rồi. Rồi. Đây lấy cái dương miệng ở đây, chảo qua đây luôn. Rồi. Chào đi, chào đi. Đó. Đăng qua. Bạn đi rồi. Bước đầu tiên. Bắt đầu đi bước những bước đầu tiên của Tân Hoa Hậu. Rồi. Hai hoa hậu đang đội hai thao mắm luôn quý vị. À rồi rồi dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí tiếp theo, nắm tay lại cùng nhau nhảy một cái, bỏ ly xuống, bỏ ly xuống, chuẩn bị biến hình nha quý vị. 1, 2, 3. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đây là chợ. Nãy giờ mình vẫn ở trong chợ, mình chưa có đi ra khỏi chợ luôn đó. Và chúng ta sẽ đến với thử thách thứ 3 của chương trình. Hai đội chơi phải giúp tiểu thương buôn bán tại khu vực đồ tươi sống và phải bán được 500 ngàn. Đó. Mình sẽ chọn một cái sạp, sau đó mình vô cái sạp đó, rồi mình sẽ phụ người ta bán. Bán được 500 ngàn thì chúng ta sẽ nhận được 500 ngàn để đi chợ ở phần tiếp theo. Đó. Mình... Ủa? Lấy 500 ngàn ra cái giả vờ làm cái người đi mua, hiểu không? Cho hai đứa mua 500 ngàn. Tao có biết không ta? Không, làm sao biết được? Không bao giờ biết. Trời ơi, ngoài thắng nó nhờ anh Giang không đó con. Cuộc đời, trời ơi, cuộc đời mà con. Thi ra anh bạc lắm. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu, hiểu, hiểu. Bây giờ mình phải đi kiếm vốn. Đúng rồi, mình kiếm một cái sạp nè, mình nhào vô đó rồi mình phụ người ta bán. Bán chừng nào được 500 trước là mình thắng thử thách đó, mình được tiền. Ngoài. Cái gì? Sao bạn liên mà ta đang thông báo nè. Đang dạy con cái. Dạy cháu tao. Sử luôn đồng ý hay không là do lời ăn tiếng nói của mình. Cái sự lịch thiệp nhã nhặn của chúng ta. Mày khỏi dạy mẹ ơi.
nhiều lúc bất mãn không nói luôn thì tình hết. Cảm ơn em, các ơn em đã có những cái lời lẽ để cho anh biết được thêm những cái nha. Trời ơi, bên đây nhân văn có khác. Trời ơi, chúc đội thành công nha. Dạ. Hãy nói những lời vui vẻ, tích cực. Cái lời đó ngoại nên là chụp cái hình đó lại ngoại học đi. Con gì học em đây ra đúng nơi rồi đó, chợ búa. Con cháu của ngoài là gì, là hoa hậu, là lời anh tiếng nói là nhẹ, là ngọc với vàng không? Vậy sao? Chỉ có ngoài là người sống lâu, muốn nói cái gì thì nói. Có thường nghe cái câu mà cười ra anh Bạc Lần không? Ủa gì vậy? Mình tự nhiên đang bước ra chợ cái cờ gian Bạc Lần không, ví dụ vậy, có nghe không? Dạ có. Là sao vậy mọi người? Rồi thôi bây giờ không nói nhiều nữa, thời gian dành cho hai đội đi bán 500.000 xin phép được bắt đầu. Rồi chạy đi kiếm đi, mẹ lên. Không, bây giờ kiếm chỗ bán đây nè. Chị bán cái gì? Bán nhà. Thì sáng giờ có bán được cái gì chưa? Ế lắm hả? Nào, bán phụ bán cho nha. Bán giùm. Ok. Bán phụ cho, vô bán phụ cho. Thôi mình đi kiếm cái chỗ này. Em đi chợ mua cái gì vậy? Có đi mua cái gì không? Không, đi đi đi. Có đồ đi, em rút hàng. Trời ơi, không, người ta đang đi bán mua rồi. Trời ơi. Cá tôm cua ghẹ tươi nè. Rau đi quạt náo lên. Cưng, cá đi. Cầm lên, cầm lên cưng. Trời ơi, rồi, cua ghẹ quý vị ơi. Cua ghẹ, con này là cua xài, cua ghẹ. Cua ghẹ. Dạ, con mua ghẹ. Đây nè. Rồi quý vị ơi, ai mua ghẹ? Mua ghẹ. Cháy. Dạ quý vị, ghẹ này là ghẹ hoa hậu nha quý vị nha. Dạ, ghẹ hoa hậu. Tôi xanh luôn nè. Anh trai mua ghẹ không anh trai? Không, mua bác. Mua mẹ đi anh trai, mua mẹ đi. Trời ơi, cuối. Dạ. Mọi người mua ghẹ ủng hộ anh trai mới thương với em đi. Ây da. Thôi bây giờ chốt là lát nữa mà bán khó quá anh Hưng mua. Anh Hưng với em mua nha. Tới đây mua tôm nè. Em mua. Mua ghẹ nè. Được rồi. Mua đi. Ủa chị đi chờ hả? Đi mua cá. Đi mua chưa? Đang mua. Mua đây ha, đi mua đây với chị. Trời đất ơi, là trời nè. Là cá hú hả chị? Rồi, chị ơi chị. Để em bán, rồi. Rồi. Bắt cho con cá hú. Mấy con chị, Một con, ok. Dạ em Vũ Hà. Dạ. Có khách. Mua cái nào chị? Cua nhiêu ký, Đó, bán đi. Hai con. Nha. 500 ký. Có lấy không? Điều cô. Vậy khuyến mãi con ghẹ nè. Ủa? Con ghẹ gì vậy? Vô kia đi. Đó. Làm luôn hả cô? Làm luôn. Dạ. Đây. Dạ rồi. Mua đuôi gà hả chị? Làm luôn hả cô? Chị mua cái gì chị? Mua gà. Mua mấy ký? Trả tiền dùm cái gì? Không có, chị trả tiền chứ, em bán dùm thôi. Không, em bán dùm thôi. Rồi, đổ vô, mất 50, cho đến tiền. Ký mốt 50. Mua nữa đi chị mua gì không? Bớt đi, bớt cho người ta bán. Bớt cho người ta 5.000, 10.000 cho người ta vui đi chị. 101 rồi, cho bán cho thầy. 101 rồi, ok. Này mình bán sao rồi? Ký. Cái này là tam hoàng, còn cái này là gà Mỹ đó. Chịu thấy anh giòn nên lấy cái này, còn thấy nó mềm lấy cái này. Dạ. Đâu biết. Đó. Ủa em nấu cơm giỏi lắm. Dạ.
thôi, tên kia mốt thôi. Không, cái mốt 80 lại cái này bán ra vô. À. Dạ con không đẹp nè cô. Chú tên gì? Dạ Thanh Thủy. Chồng tên chị là Thanh Thủy. Vậy thôi chồng tên mua hai con đi. Không con à, đó có ai. Đây mình có hai Thanh Thủy mua hai con. Có hai chồng mà sao mua con. Trời ơi. Mua gì chị? Tôm hả? Tép hả? Trăm gram để riêng hay để chung vậy? Để chung luôn. Con mua nửa ký luôn đi cô. Trăm gram nhiêu? À, 2 ngàn. 1,2 ngàn đây hả? À, bịch này 72 ngàn. Để bán dùm cho. À, chị mua nhiêu? Chị mua đủ chưa? À, đủ rồi. Đây rồi, lột cho. 72 ngàn chị ơi. 72 ngàn cô ơi. Em xin 72 ngàn. 70. 72 rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, em gửi cô. Nãy 65 ngàn mà. Dạ, nãy 65 rồi. Em được 65 rồi nha. Đúng nhiêu là đúng nhiêu. 65. Mua đi quý vị ơi. Trời ơi. Mua xài lửa xài đầu gà quý vị ơi. Trời ơi, ai mua không nè. Cầm cái đầu gà đi giới thiệu đi cưng. Cầm đây nè. Trời ơi. Chị cầm là hợp nhất rồi đó. Thôi. Đó. Ngoại còn bán xuống ngoài giữ tiền nha. Rồi trời ơi, đủ rồi, đủ 1 ký rồi chị ơi. Nhiêu ngoại? 101. 101. Đây nữa nè, đợi mấy nữa nè. Trời ơi, vậy đủ rồi. Từ từ. Lẻ lên. Trời ơi trời. Má nhiêu ngoại đẹp. Đẹp không? Đẹp không chị? Đẹp. Mời đẹp. Trời ơi, 75 tuổi rồi. 75 tuổi. Tao hỏi 18 tuổi. 75 rồi. Trời ơi, tao giết mày chết nha. 380 nghìn tổng cộng. 380 chị. 380. 380 chia 65 mình sắp đủ rồi đó. 445. Bán 60 ngàn nữa. Bán 60 ngàn nữa. Trời ơi, con được nhiêu đây rồi nè. Trời ơi, đủ rồi. Đủ rồi. Hay quá, đủ rồi hả? Tuyệt vời quá. Đủ rồi. Trả tiền cho lại mấy cô chú bán. Rồi em cảm ơn chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Dư rồi. Wow, đứng lặng chị. Trời ơi. Quá đẹp quá chị. Cảm ơn chị. Dạ, ngoại con đâu rồi? Ngoại con trên đây nè. Uống nè. Bên này. Cô bò em. Mua gì? Mua chưa? Mua chưa? Anh bán chưa? Bán cho anh. Nhà. Trời ơi, có biết bán mua gì đâu mấy đứa này trời ơi. Em ơi, em có chừng nữa nha, có chừng nữa hở nó mua bánh mắt đó. Thôi đừng có phá tụi con. Anh mua gì á? Lấy cái nào chị, lấy cái đó phải không? Chị ok không? Bán hết chưa? Bán hết đâu, em chưa bán hết, nãy giờ chưa bán gì luôn á. Mua không? Mua. Thôi mua gì? Thì chị bán em mua. Sao em mua, em đi bán mà. Thì em mua về em nấu chị ăn. Ủa sao vợ em mua về chị được 500 mà? Không có đâu. Nope. Chị ráng nha. Rồi. Trời ơi em ơi, coi chừng nha, coi chừng cái anh Giang đó, coi chừng. Hả? Coi chừng anh Giang ghê lắm. Bạn mua đi ghê. Con nữa đi. Người ta có một người mắc hớ bắt anh quanh cho nhiều. Thôi kệ, tao đi, mày đi, mày đi. Đây là 200. Ây da. 27 thôi. 27 đó nha chương trình. 207 nữa nè. 34 rồi. 34. 346 rồi đủ. 32 ngàn. Tao cần mua thêm á. Cứ đang thi đấu mà. Mua thêm đi. Đang chơi, tao cần thêm anh mua 1 ký nữa đi. Anh mua đi, em chụp hình với anh. Hoa hậu rồi với anh, ca sĩ đang muốn chụp hình với anh. Miết ký nó đi. 2022 luôn. Được không? Lấy ký nó nha, cho lẹ cho đủ tiền. Không biết mình mua về mình khó đủ rồi tao đâu nè. Còn điếm ra tiền. Đủ rồi. Đủ chưa? Lấy nữa không? Đưa đi. Nè. Lấy đi. Còn ký nó đi. Ừ đó. Lấy ký nó đi rồi. Trời ơi, cảm ơn. Đủ tiền hả? Đủ chưa? À, ký này nhiêu vậy? Còn ký này là 220. Dữ rồi. Đủ rồi. Trời ơi, cảm ơn trai nha. Cái thịt nó ngon như thịt em vậy đó. Thiệt. Thịt nó ngon dữ dội. Rồi, đủ tiền nha, mình đủ tiền nha. Rồi, đổi này đủ. Cảm ơn em, cảm ơn em. Quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh trai luôn. Ủa ngoài đi đâu rồi, tìm giúp em mọi người. Ủa ngoài đi chơi đâu trời. Thôi, muốn ký luôn đi.
Ủa, còn ngoài đó rồi. Hả? Lên kiếm đi, lên kiếm đi. Ủa? Ủa kỳ vậy ta, đâu rồi ta? Trời ơi! Ủa cái con kia đâu rồi? Một mình kề đó. Đi bay ngủ. Dạ dạ uống đây. Ngoài cũng từ nhỏ còn nhỏ đã phải đi buôn bán cái kiểu này rồi, cho nên là vô chợ là chết chứ ngoài. Mà chỉ ra làm một chút xíu thôi. Thấy không? Thử thách đó là phải 5 triệu thì nó mới vừa cái nư của ngoài. Gì mà có 500 chưa đầy 5 phút là ngoài kêu gọi vốn được á, hở dư 500 là 700 mấy chục ngàn luôn, thấy không? Chưa đầy 5 phút. Trong khi bọn xấu vô trong cái chợ, trời ơi bây giờ năn thì người ta mua 30, 70 cái lắm. Còn ngoại làm 2 phát 700 nghìn đấy sao. Em thấy Vũ Hà ở đâu không? Trời ơi. Anh Đàm muốn đánh chị. Anh Đàm hả? Anh Đàm đang ok ok em. Dạ, chụp có 20 gì ha. Chụp hình đi tìm ngoại giùm chị nha em. Chị chứ xinh quá. Cảm ơn em nha. Chị đi tìm ngoại chị đó. Ây da. Đấy, trong khi chúng nó mệt ngồi nhọc, còn ngoại ngồi chiêu. Mọi người thấy không? Ở hiền thì gặp lành. Có đức kia mà mặc sức mà ăn. Đấy. Đấy là không ăn gian đó. Tính của em là em ăn gian, nhưng mà không, em không ăn gian đó nha. Trời ơi, ngoại thắng nó nhờ anh gian không đó con. Anh em dòng được 5 triệu cuộc đời quá. Trời ơi, cuộc đời mà con. Thi gian bạc lần. Con mua cá chưa? Chị hả? Sao chả? Ủa con mua rồi hả? Con mua thêm không? Một lạng luôn. Trời ơi. Con đi chào hàng mà nãy giờ là có người mua thôi đó. Hồi nãy giờ ta về hết rồi, cô tan chợ rồi cô. Không phải ta về, chợ nó bị ế. Sao kỳ vậy? Mang kêu trợ lý của mua. Chú mua gì chú? Chú mua tôm à. Ai mua rồi hết trơn vậy trời. Chị mua chưa? Dạ. Mua chứ. Trời ơi, giờ chị mới cho tiền hả? Không mấy, không mấy. Không mấy đổ ra lại hả? Mời đẹp. Không phải, không phải. Cứ mua bình thường đi, nhưng mà đưa tiền cho em để em thu thập được 500 nghìn. Hôm sau xíu nữa các em trả lại cho cô bác. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn con. Xíu nữa em trả lại chị. Trời, cũng mua may bán đắt quá nè. Đây, nãy giờ trời ơi. Mới vô cái chợ chưa được 5 phút mà bán được nhiêu đây tiền mọi người. Trời ơi. Có tay buông, có tay buông. Ngoại ơi. Đấy, anh ra này chỉ là cho vui thôi. Ngoại, ủa? Ngoại, ủa? Bây giờ là mình có chơi nữa hay không? Ủa, sao biết bao nhiêu vậy? Con người chờ mình ở bển kìa. Không biết nữa. Con uống miếng nước đi cho nó đỡ mẹ bị chiêu mà. Ngoại uống nước con buồn quá nè, Thanh Thủy lại cho bạn tiền ngoại nguyên một cái chợ luôn, hỏi hết người này người kia luôn. Uống mà cho đỡ mẹ. Không em được rồi. Uống tiền ngoại của mình. Rồi nó mày làm gì ngồi đây? Chưa chờ cà chè nấu ăn. Đó, đúng rồi, vô xử lý mà ngoại nè. 3-4 người ngồi ở bển, mình ngồi đây mình uống nước mình coi được không? Ê Hưng ơi. Tao bán có 5 phút đồng hồ mà tao được 600-700 nghìn. Tại sao tao nghỉ mệt, còn tụi mày không bán nguồn. Ừ, tao nghỉ mệt nữa gì mình ăn, không kêu con. Đâu, tại vì gọi con quá trời mà con đi theo mấy người này. Con ham hố. Ngoại chơi cái chiến thuật ngộ lắm nha. Bán xong là bà ngoại đi qua đây uống cà phê. Còn bé này vẫn đi bán tiếp. Đâu, bán xong rồi đúng không? Nhỏ vẫn đi trong chợ, nhỏ đi luồn luồn trong chợ hoài luôn. Không tìm thấy ngoại luôn mà ngoại cũng không nói gì con. Ngoại lớn mà ngoại kỳ quá vậy. Con thấy lạ đó chứ còn chú là quen rồi. Đâu có, tại vì dư rồi, hiểu chưa? Có 500 mà giờ bán được 600-700 thôi nghỉ rồi. Ra đi ngồi chờ tụi mày chơi tiếp đi. Trời ơi, mình bán cái bẹt là xong rồi. Đội này hay anh. Ra bán 2 con gà cái muốn đủ tiền rồi. Trời ơi, không hề. Người ta mua 1 ký đùi gà thôi, tao nói mà hồi họ mua 2 ký. Ôi ôi. Xong rồi chị ơi, cái cánh gà này tam thể. Cái gì vậy bà nội? Ơ gà này gà cái gì tam hoàng. Còn đây là gà ta.
mà gà tam hoàng rất hiếm. Nếu mà chị mà mua mà nhà có tủ lạnh mua cái này về đi. Hôm nay chợ này mình hôm nay mới có, ngoài ai đâu có. Mua 1 kg nữa. Con thấy là ngoài có cái dĩa đi bán đồ đâu, không nghĩ ngoài nên đi vô chợ. Ủa, ngày xưa này ngoài có bán mà. Con này là xuất thân từ chợ mà em. Cái gì? Chợ không, cái câu của anh nói nghe nè. Là đầu đường xó chợ hả anh? Chán. Không phải, nói nghe nè, tại vì ngày xưa ngoài xuất thân là nghèo khó, ngoài cũng phải đi chợ mà ngày xưa chỉ có 15.000 là phải đi chợ cho ăn cho 2 buổi. Mà mình đi chợ mình còn phải ăn gian mấy ngàn để cho lấy tiền đi học. Cho nên ví dụ mình đi mua 12.000 thôi còn 3.000 cất túi. Nhưng mà mình sẽ tính vô, ví dụ hành, ngò, rồi ớt là xin. Nhưng mà về mới tính 500, ví dụ vậy. Yeah. Là mình đi chợ nhỏ á. Cho nên là ngoài rành, ngoài chợ này lắm. Hay, ngoài hay. Cuộc sống khó khăn. Rồi, nói chung là hai đội đều đã hoàn thành xuất sắc thử thách. Nhưng mà đội đầu tiên đó là đội của ngoại Vũ Hà và Thanh Thủy. Chúc mừng nha, trời ơi. Bởi vì xuất thân từ chợ cho nên ra chợ cái là như cá gặp nước ngoại ha. Trời ơi, không phải là mình xuất thân từ là ngày xưa là lao động. Sang trọng quá mà. Ủa, tụi anh tính không nói gì luôn á, trời ơi. Dạ, em nói. Dám nói. Hãy tôn trọng nhau, những lời nói là tích cực. Ủa, tôi thấy giờ không có tích cực, rất tích cực luôn. Do người ta nhạy cảm. Rồi ta nhạy cảm thôi. Người ta không bé. Bé chọn câu nghe đau thốn mọi người vậy. Đợi đi. Bây giờ nó chiều tối là còn lâu lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo nha mọi người ơi. Chúng ta đã hoàn thành hết những cái thử thách rồi. Cái thử thách gọt thốt nốt, anh Hưng thắng nhận được 500.000 đồng. Cái thử thách thử 5 loại mắm ngoại rất xuất sắc đã đón được 5 loại mắm được 500.000. Cái thử thách tiếp theo hai đội đều hoàn thành cho nên là mỗi đội sẽ được 500.000. 500.000 đó, mỗi đội 1 triệu. Và Phan chúng... Ê, huề nhau mà cái mạch mày kỳ vậy hả Hưng? Ủa sao vậy anh? Vì tao thắng thì cái mạch mày làm như vậy thì coi cho được. Còn bây giờ là huề mà có cái gì đâu mà cái mạch mày thắt căng thẳng vậy? Sao vậy anh? Căng lắm à. Con thấy anh Hưng nhìn mà kiểu okay không chấp nhận kiểu như là cái kiểu mà phải thua chứ. Mày nghĩ đi làm sao? Ngạc nhiên lắm. Sao vậy anh, ngạc nhiên gì? Cái vấn đề mắm không có tin được phải không? Không tin. Thật ra đã cả ekip không ai tin hết. Và kể cả chị bán mắm cũng không tin luôn. Nhưng mà kết quả thì nó cũng đã có rồi mà. Đó, mình đâu có thể chối được kết quả đâu. Thôi, tạm chấp nhận đi ha. Đôi khi chơi game người ta có những cái thủ thuật kiểu như nào. Thôi thôi, để tao nói một câu cho nó hiểu liền nè. Đi ra đường thì hỏi già, mà đi về nhà thì hỏi trẻ. Hiểu chưa? Thôi đi vô mua đồ đó, đi. Khoan, mình thích đó hả? Mình phải nói về cái món ăn của mình nữa. Đặc biệt tập này của chúng ta là sẽ không có nấu ăn ở đây, mà chúng ta sẽ đến trực tiếp trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tại Long Xuyên. Mỗi đội của chúng ta sẽ phải nấu khẩu phần ăn dành cho 50 người. 50 người. Đó, bây giờ anh Hưng và Mai Phương mình định nấu món ăn gì nè? 1 triệu đồng mà nấu 50 người chắc nấu cháo quá. Cháo được luôn. Người già trẻ em thích ăn cháo luôn. Cháo gì? Cháo cá. Không, em nghĩ nấu cháo lòng đi. Cháo lòng đi. Cháo cá. Cháo cá. Rồi ngoại. Dạ, ăn cháo cá thì dễ hóc xương lắm. Đúng rồi, bây giờ bên ngoài ai có... bỏ xương thì hóc xương. Bây giờ nè. Ủa, con bé nói như vậy có nghĩa là họ sợ, nó sợ bên đấy thôi. Sợ, nói chứ đừng có sợ nè. Mà đúng rồi, bên đây đã nấu cháo rồi, bên đây nấu cái gì đơn giản. Bây giờ 1 triệu mà 50 phần thì chỉ có cháo thôi. Bánh xèo. Bánh xèo. Không. Bé ơi là bé, bé ơi là bé, trời ơi. Thôi bây giờ đơn giản hơn, bún đậu mắm tôm đi ngoại. Không, không được thì thôi, không được thôi, nấu gì nấu đi. Tôi thích nấu cháo luôn. Dạ, cháo cái sườn của... Bên đây nấu cháo sườn hả? Bên đây là cháo cá, bên đây là cháo sườn. Rồi, và bây giờ sẽ là những giây phút chúng ta cùng đi chợ. Khoan, tại sao chúng tôi nấu cháo mà chúng tôi không lựa cái món khác? Ngoài nói đi. Tại vì ở bên đó cái kiểu mà hơn thua mà không bằng lòng cho nên tôi ghét. Tôi cũng nấu cháo để cho mọi người biết cháo bên nào hơn cháo bên nào. Wow, một cái lời thách thức rất là ghê gớm. Còn mình á, mình chỉ nghĩ tới các cụ thôi. Ôi trời ơi. Thứ nhất là răng cũng yếu, rồi nhai rất là cực khổ, tất cả mọi thứ. Thì mình chọn cái giải pháp là cháo cũng dễ đưa vào trong hơn. Nhân văn nữa, đội này nhân văn quá. Ủa chứ nếu mà tao nấu vợ đúng có ai. Thôi. Đi, mình mua rương mua đậu trước đi. Mày mình đúng ăn thôi, còn cái cục đường mày ăn với tao. Thôi, vì tao mày nghĩ rồi. Đội nào nấy đi nè. Trời ơi, làm gì tao. Làm gì tao. Đếm ha. Mình làm gì ta? Tao mà làm. Mình nắm tay xoay vòng đi cả nhà. Mình đục tao đi. Thôi mà.
Thôi mà ngoại ơi, ngoại đừng có làm như vậy ngoại ơi. Thôi mà ngoại. Đừng ngoại ơi. Giờ muốn nấu cá cháo cho 50 người ăn, khoảng nhiêu ký cá? 10 ký như vậy hả? Không đúng rồi anh ơi, phải rồi. 10 ký đúng không chị? Tại muốn mua tôm thêm nữa, có tôm không? Còn tôm không? Nhiêu? 750. Tại vì gia đình có 1 triệu bạc à. Mà giờ mua 750 cá rồi đâu có tiền đâu mua tôm. Chị bán 500.000 cá đi chị nghe. Còn chị thương chị bán vậy, chị cần 750 nhưng mà chị tính 500 cũng được. Sao chưa? 500.000 đấy con. Cho thêm 2 ba con đi. Đây chơi luôn. Chơi luôn. Tính cầm được không? Chị ơi có sườn non ngon không? Bao nhiêu ký? 150. Mình mua nhiều là được ngoại ơi. 5 ký. Thôi 5 ký thì bán 120 thôi. Biết sao không bớt đi thì mình công đức vô lượng. Rồi cái này dân 2 ký em thích chặt. Bà ơi bà bớt gì mà có 7.000 đồng bà là sao em bà? Được rồi. Em hả? Em ơi em bớt thì bớt 20-30 ngàn chứ bớt thì bớt 7.000 là như. Thấy anh quen là bán đặc biệt rồi không có nói thật. Thôi bớt đi. Mua giùm đi. Có chặt không em chặt cho nè. Chặt được vừa miếng miếng thôi nha. Thịt bằm nhiêu cân? Dạ 1 cân 100. Rồi cho cân thịt bằm nữa. Ngoại ơi. Gì? Rồi cuối cùng ngoại mua xong chưa? Chưa, đang chờ thịt xay. Vậy hả? Hết nhiêu tiền rồi ngoại? Còn rẻ nó còn chưa hết 500. Chưa hết 500 rồi hả? Dạ. Đội kia đó chọn nấu cháo cá không đủ tiền. Vừa. Bí đỏ. Nhiều đỏ cho. Nghiên khúc rồi đi. Có hành ngon gì? Có, đẹp. Vậy mua nấm đi. Dạ. Hết đây. Ta nấu cháo sườn á anh, mua nãy giờ hết 7 nồi cháo vẫn còn 500. Nhưng mà mình mua cá loại khác mà, cá của mình nó mát. 5.000 hành ngò luôn ha. Sướng vậy. Có 5.000 đồng bà mà xin xỏ. Vô siêu thị xếp hàng. Trời đất ơi, ngang ngược thấy không, có thấy sang không mà bệnh đó à. Cú sốc đầu đời thấy chưa. Trời ơi, có thấy chưa. Ngoài anh là bồ bả, nói vả vả vô mặt người ta nhưng tâm rất hiền. Còn bên đó nói lời yêu thương. Mà trời ơi, anh đàm những hương của em đó. Buồn quá. Lúc nào cũng là lời anh. Ghé tôi quay lại tôi mua lần nữa cho biết. Anh Tiếm có con gái? Không. Không. Không có anh Tiếm nữa. Ủa? Cái gì cười? Ủa? Cái gì cười? Có tiền không có hàng bán thì thôi chứ làm gì cười. Cười người hôm trước. Không sao. Cười hoài. Đây. Ủa? Gì vậy? Chị có thuộc của mẹ. Trời nó nói cái gì vậy trời. Gần đây cũng vui rồi đó. Trời ơi xém vui bắt cười mình chọc nát rồi. Cái sườn của mình không có bị mùi đúng không ạ? Mà không phải nấu cháo thường mà mình sẽ nấu cháo bột. Cháo bột. Ngày xưa cháo miệng gọi là cháo dinh dưỡng. Rất là dễ ăn. Đó. Có kinh nghiệm quá. Trời ơi, về ẩm thực thì ngoại còn một bùng. Mình sẽ nâng tầm cháo và mình nâng tầng lên 5 sao đó để được nhìn xuống với cái này. Ủa anh Hưng đâu rồi? Dạ. Không mua rồi. Anh Hưng đâu rồi cả nhà? Anh Hưng á. Mang đi mua đồ cho con coi thế. Ủa. Trong thời gian này là anh Hưng sẽ đi mua đồ cho con. Ba ơi con thích cái này. Hả? Nào chú này cho con ba. Ba mua chú này cho con ba. Rồi. Gái hứa chơi kỳ vậy. Dạ. Con chơi chú này. Trời ơi cứu tôi. Ủa. Mọc hai mà sao mình lấy tiền của chương trình ra mình mua đồ cho mẹ. Tiền riêng của tôi chứ ở đó đâu ra bậy bạ vậy. Chắc chưa. Anh Hưng. Anh Hưng. Anh Hưng. Tội nghiệp. Ba dạy
kìa. Trời cái mặt hớt hải luôn kìa. Gạo ở đâu ta? Bát cái ghét kìa. Trời ngon quá. Hay là gạo bên này nè. Hay gạo đây đi. À cho con cái gì kìa. Gạo con nhất. Nó cháo. Hàng của Thái Lan. Chó con nè. Thôi trời ơi, chó nó đẻ nó dữ nó cắn nó tà. Hello. Hi. Cầm gạo nè bà, coi chó hoài nè. Thì em coi chó vậy em cầm gạo nè. Rồi xong rồi đó. Rồi xong. Vậy là đội của anh Đàm Vĩnh Hưng đã mua đầy đủ nguyên liệu thì mọi người nha. Thêm một ký nếp thơm. Có là nó vừa dẻo và nó vừa thơm mà cho ra nếp vô là tổng chi bao nhiêu nhỉ? 8-12 thôi. Đúng rồi, cảm ơn chị nhiều. Chiến thần ăn măng cục á, em có thể ăn măng cục rất nhanh. Em có cái kỹ thuật bóc á. Ghê vậy. Cho 10 ngàn mua măng cục ăn. 60 ngàn ký được 6 ngàn lạng đúng không? Nè thử hai trái được nhiêu. Tại xài cho hết tiền hả chị? Rồi. Nè 7 ngàn rưỡi cái đó. Thank you. Đây. Thấy cái này không mọi người? Bấm nó vào. Thấy cái nút là bấm bẹt. Đó. Xong ra nè. Xong rồi bước tiếp theo là mình ăn thôi. Anh làm. Ủa? Tại sao anh làm gọn hơn vậy? Trời ơi! Không, cái này bắt thật phải duyên dáng. Duyên nào cũng phải đưa vô miệng hết trơn á nè. Ngộ ngộ thôi ha. Đây cơ. Anh ba người mà anh mua có hai trái. Hết tiền rồi. Trái lắm tôi em đang ăn nè. Anh đi. Rồi, quá xuất sắc. Trải qua một thời gian dài thòn, dài thượt thì chúng ta đã mua xong hết các nguyên liệu rồi. Ngoại ơi, ngoại có tự tin là mình mua đầy đủ không có bị mất trí nhớ quên cái gì không? Nếu ngoại quên thì đã có em nhắc giùm đó. Trời ra đường là hỏi thiên hạ về nhà hỏi trẻ. Trời ơi, rồi bên này còn hơn cả đủ anh ha. Nếu có quên thì cũng là cái lỗi của mình ráng chịu đó, mình sẽ thua bên đó thôi. Sao mà chấp nhận chịu đựng dữ vậy ha. Em lại thấy anh nhân văn. Nhân văn được, lúc nào cũng thấy nhân văn hết. Rồi cái khúc mà nó đẩy con nấy chuối nhùi với cái chỗ mà bà mua chai cho mua rau đó. Không, cái đẩy đó thấy cũng nhân văn luôn ta. Trời đất ơi. Kệ đi, giờ vậy đi. Thấy mệt đẩy vô cho dựa đi. Thôi, nguyên liệu mình đã có đầy đủ hết rồi. Thì ngay bây giờ tất cả những đội chơi cũng như là Tuso sẽ di chuyển đến mái ấm tại Long Xuyên để chúng ta cùng thực hiện và nấu những món ăn này. Chào tất cả mọi người, chúng ta đang có mặt tại điểm cuối cùng. Và ngay bây giờ chúng ta có hai cái nồi rất là to. Và chúng ta chuẩn bị cho một nồi, bên đây là cháo sườn, bên đây sẽ là cháo cá. Và đặc biệt hơn nữa, để chuẩn bị cho 50 phần ăn thì chúng ta sẽ có những bạn tình nguyện viên hỗ trợ cho đội ngoại Vũ Hà và anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời. Chia ra ba ba ha. Ai thích ở đội anh? Dạ quá trời. Ai thích ở đội anh? Dạ quá trời. Dạ quá trời. Trời đất ơi. Mình chỉ hỏi thôi nè, bây giờ nè làm lại, mình làm lại. Ai muốn vô đội? Anh Hưng. Em. Qua đây hết, qua đây hết, qua đây hết, qua đây hết. Qua đây hết. Con này nó cố chấp nè, qua đây luôn đi. Mày. Qua đây luôn đi. Mày. Qua đây. Mày. Qua đây. Kiểu là mình thử lòng mấy bạn thôi.
Nhưng mà công nhận mấy bạn kiểu cũng mến ngoại lắm. Các con mà qua bên đội ngoại là sau này các con ra đường thì ai gặp các con cũng thương và yêu hết, được không? Cuộc sống các con sẽ nở hoa. Đấy. Đi coi phim thì trời ơi, rạp cine nó sẽ tặng vé không có lấy tiền. Đấy. Đi hồ bơi rồi ơi, hồ bơi nó thay nước mà trời ơi, nước trong veo không có dơ bẩn như bên kia. Đấy. Rồi thôi, bên đây mình đã có ba bạn nè, bên đây có ba bạn rồi. Thì ngay bây giờ xin mời tất cả chúng ta sẽ bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Bây giờ là hai vô sai. Một nhóm lột tôm cho anh nha. Là một nhóm sắc nấm ra nè. Nếp không. Để khô luôn. Khốc vô. Chị á. Okay. Bây giờ trước khi mà mình nấu để cho nó ngon á, mình sẽ xào sơ. Đó. Xào gì ngoại? Xào cái này sơ qua. Không. Xào thịt. Con ngồi cắt khoảng một đống hành, đầu hành trắng cũng được. Mà bỏ dầu vô đi nè. Đó. Người lớn nha ngoại nha, người lớn ăn dầu mỡ nhiều cũng tốt nha. Ít thôi. Đâu có dầu mà chung nguyên một cái nồi 50 người mấy cái lát mày ngu bị gì người ta đập lên mặt lát mình ra mỡ luôn đó ngoại. Cắt lượng. Trời ơi là trời, các con ơi, con vô đi quậy hay là mấy con nó cà phụ đi hả? Mày qua mấy kia hết đi. Trời đất ơi. Trời ơi, nhỏ em hối hận. Trời ơi. Bây giờ tụi em hối hận chưa? Bình tĩnh, ở đây có chị. Áp lực chưa? Cái nó sắc nó không biết sắc à. Rồi, nó để ra gì mà ăn. Trời con cháu của ngoài trời hư quá. Nó cảm thấy tâm lý mà nó nặng nề quá đó, qua đây. Sống mà áp lực nấu ăn mà cũng khó chịu nữa. Trời ơi đó. Anh Hưng ơi, cho em hỏi là cháo cá mình mua nhãn là lát mình bỏ vô luôn hả anh? Nhãn này để giải trí anh. À. Sau đó là ăn tráng miệng. Thêm nước vỏ gạo luôn nha. Nhỏ bé này vỏ gạo đây nè, vỏ gạo đây nha. Rồi vỏ gạo đi cưng. Bây giờ sắc anh cần sắc gì? Nấm, cái sắc nhỏ. Dạ, anh này rồi. Á, lấy cái đầu ra cho anh nha, dạ, lấy sẽ đầu riêng trong này. Đầu cắt một xíu thôi, phải cắt như đây. Rồi, đúng rồi, vô đây cho anh. Xong. Rồi ngoại làm cái gì tiếp theo đây? Mày có mù không? Mày có mù không? Đâu có đứng đây con mù thì con không thấy nè. Cắt lụa. Đúng rồi, bây giờ nè, bây giờ mình sẽ không cơ. Không phải biết đi, hồi mình xay ra cho nên là con cứ cắt nhỏ ra, cắt nhỏ ra bỏ vô rồi không đi luộc đi. Dạ, được không? À. Trời ơi. Không biết cắt sao luôn má ơi. Nói chung cái món ăn ở ngoài chưa gì mà thấy hình thức là thấy ngon nha ngoại. Trời ơi, phải ngon đó con. Ngon nha, còn biết chất lượng thì sao thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có những thử thách khi mà đang nấu ăn. Đầu tiên là thử thách dành cho đội của ngoại Vũ Hà và các bạn nha. Đó là mình phải vừa nấu mà cả một tập thể mình phải vừa hát một bài gì đó chung với nhau. Cháu lên ba rồi nè đó. Dài ba. Cháu lên ba, cháu vô mẫu giá. Hát hết. Ô thương cháu đi cho thầm khóc nhẹ. Không khóc nhẹ là dành anh thanh nhai. Em bao nhà ông bà vui cái cây. Na na la 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 la. Hát 15 lần ngoại ơi. Hát 15 lần ngoại ơi. Thôi một lần được rồi làm đi. Rồi sao mà khó khăn quá vậy trời. Rồi bây giờ tới thử thách đó sẽ dành cho đội anh Đàm Vĩnh Hưng. Mai Phương chọn một bài gì tất cả đều thuộc đi. Mấy em vô. Ủa? Rồi vô đâu? Bài Si Tình á. Rồi Si Tình vô. Thuộc bài nhảy luôn không? Dạ không. Dạ sao nữa? Rồi giờ em bắt nhịp đi. 2, 3. Hai. Giây phút anh gặp em là anh biết em Si Tình. Tình 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 tan tan tình tan tình 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 tan tan tan. Hey tình. Gì được rồi đó. Khó mình chuyên tâm mình nấu ăn đi. Trời ơi, mày thấy không nghĩa? Ủa thì đâu có yêu cầu gì đâu. Trời ơi trời, hát cái gì mà chỉ có mấy chữ rồi xong vô cái khúc mà tình 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 kinh cái kinh cái kinh cái. Anh cứ vậy được rồi. Anh đã trải qua những cái giai đoạn này rồi. Mấy cái thử thách này không hề có một cái điểm số gì trong này, hẹn thương đừng lo. Anh Hưng, cái này cắt sao? Ý là anh muốn là băm à, cái sắc đôi làm tư thôi. Làm tư thôi, nhưng anh không đừng băm ra. Để bỏ vô đây nè. Ừ, làm tư thôi.
Yeah, lâu lắm mới được ăn. Con này nó ngu ghê á trời. Cái đầu mình hầm mà. Trời ơi, đừng có tôi ngu nữa trời ơi. Con nhục nhã lắm ngoại không ơi. Con ngu thật. Thôi kệ vậy đi. Trời ơi, người ta đang là hầm cho nó nhừ luôn á. Rồi bắt đầu thôi chưa đi. Bao giờ thấy một cái khoảnh khắc nào mà su su gọi là ngu cả. Chưa bao giờ. Nhân văn, thông minh. Anh lại nhân văn. Anh xem em rất nhiều vở kịch nhá, rồi hoặc là những cái phản ứng, những cái phản pháo, hoặc là những cái xử lý tình huống cực kỳ thông minh. Nhưng khúc này là cực kỳ thông minh. Khúc này là sai đúng không? Này... Nhiều khi đó chỉ là một câu hỏi để cho ngoại có cái để ngoại trình bày với mọi người. Ô na na, trời ơi Hưng. À trời ơi thiệt. Con bé này nó ngoại ơi, cái này có thể mày hiểu không? Nó đâu có nghĩ là sao sẽ chửi mà nó không nghĩ sẽ bị ghi hình, mày hiểu chưa? Ô, ngoại ơi, ngoại đừng có cản cái lương tâm của người ta sống một cách nhân văn được không? Tôi muốn bắt người ta phải sống ác như mình vậy. Con hiểu không? Nó thích con là nó binh bất chấp, thích là nó cho tất cả. Nó mà ghép một cái mà cộng chỉ nó cũng rút ra. Rút gần. Sao mà nghe đau? Đau. Ừ. Nhưng mà đội của ngoại, ba bạn đứng nói chuyện không, nhìn ngoại nói chuyện không, không ai làm hết. Nani? Xong cái tôm này hả? Sắc cố lên nha Mai Phương. Nè nắm nắm này bé nè, gặp đôi lên đi nha. Rồi. Anh thấy tụi em ok không? Tụi em phối hợp nè. Mỏng hơn nữa, cái gừng á, mỏng hơn nữa. Mỏng thiệt mỏng nha, sợi mỏng càng mỏng càng tốt nha. Rồi một bé làm gừng thôi, còn bé lần lại làm tôm đi nè. Mai Phương nè. Dạ. Mai Phương. Ghê lắm gì anh. Bầm nó ra. Bầm nhuyễn luôn hả anh? Ừ. Anh Hương, anh muốn quất như mọc quá hả? Thì em vào đúng viên rồi, trước. Đúng rồi. Không cần vào viên đâu, cái lấy cái mũi dính nhỏ nhỏ là được rồi bé. Trời ơi trời. Trời ơi trời 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 ơi trời. Dỗ một cái muốn lọt cục BD ra ngoài đất vậy đó. Ủa, là như thế nào? Hả? Ủa, là như thế nào? Hả? Thì bây giờ nè, nói chung là giờ chương trình đưa hai cái lắp nồi. Ngoài chọn đi. Ủa cái gì này, cái này lộn rồi. Không có dừa. Dừa. Thôi ngoại ơi. Kính thưa quý vị. Thôi rồi, tới công chuyện rồi. Đây là một sự dối trá, một sự đè nén và một sự không công bằng. Chèn ép một cái người vô cùng dễ thương như tôi. Cái nồi to như thế này, đưa cái nắp vung như thế này. Lọt. Và cuối cùng đưa một cái này đậy như thế này là như thế nào. Rồi khi khói ở dưới nó đi lên, nó ảm vô đồ ăn. Rồi lúc ấy nó trở thành nó bị ám khói. Thì cháo mà ngày xưa mà em mà nấu cơm bị ám khói, hoặc là em mà nấu cháo bị ám khói, thì trời ơi, ông anh hai của em đánh em chết. Đấy, mà bây giờ như thế này là như thế nào? Thôi ráng đi ngoại ơi. Cầm đi qua bên kia. Đo đủ sai. Đấy, rồi luôn. Rồi, ngoại đợi một chút. Trời ơi, con gái ơi là con gái. Trời ơi, con gái ơi là con gái. Cái này không có cách rồi nè. Bỏ như bỏ ra, đừng có cho như vậy nha con, cho nó đẹp. Không có được làm như thế này. Đấy. Cái chừa lại. Đây. Đủ chưa? Trời ơi đây. Bên này nó đẹp. Đã, quý vị thấy không? Em rất là khôn. Bên đấy cái nắp vung nó xấu, kệ bà đó, còn bên em. Tiếp tục là một cái thử thách dành cho đội của ngoại Vũ Hà nha. Gì nữa? Tất cả mọi người đều có thể trả lời. Mình vừa nấu, mình hãy kể tên năm địa danh nổi tiếng tại An Giang. Say đi con. Ngoại ơi. Này, cô vào đây nè, cô vào đây để cô phụ hay là cô về đây cô khá hả cô? Để cả. Năm địa danh nổi tiếng tại An Giang. Núi Cấm. Núi Sam. Chùa Bà. Núi Bà Đen. Núi Bà Đen. Trời ơi, bà ngoại bà đi từ An Giang, bà đi một hơi về Tây Ninh luôn á. Huyện Trúc Lâm. Khu di tích Ốc Eo. Xin mời đội của anh Hưng sẽ tiếp tục vừa nấu ăn vừa kể tên năm con sông ở An Giang. Sông Đồng Nai là ở An Giang hả em? Ủa
Ủa là Su là người đã đề bài mà Su. Ở An Giang hả? U là. Trời ơi. Trời ơi trời Thánh Thần ơi. Rồi mà mỗi năm xong ở An Giang. Giang nó đi đến sông Hồng. Trả lời sông Tiền Giang, sông Đồng Nai. Sông Hồng. Sông Hồng. Bây giờ lại nha. Sông Dàm Nào. Sông Cái. An Giang có sông Cái không quý vị? Có không? Có luôn. Rồi. Sông Hơi. Sông Long Xuyên. Rồi ba sông rồi. Trời ơi với gì sông Tiền nữa. Sông Tiền sông Hậu bà không biết thôi bà được hỏi. Có không? Sông Hậu hợp lý không tiền không có nghe. Có. Có sông Tiền luôn. Có sông Tiền không? Có. Có sông Tiền đúng không? Trời ơi em trách làm anh rồi Nương ơi. Rồi xác nhận Vũ Hà nói đúng. Bây giờ nó mới xác nhận. À vụ gì vậy anh? Vụ Vũ Hà nói lỡ nói cưng ngu á. Bây giờ mới phát hiện là trời ơi. Mình nêm vô đây luôn không ạ? Nêm là thì cho nó rồi trộn đều lên, trộn đều tay, đều tay. Cái lửa này nó cháy á ngoại, giống như là cái tánh tình của con á, nhẹ nhàng từ từ vậy đó ngoại. Trong lòng của con mà vẫn còn có ngọn lửa, là trong lòng con rất là sân si nữa, con vẫn đốt nhà vẫn cháy được. Ủa vậy hả? Tâm hồn con nó không có được đàng hoàng lắm, con hiểu không? Ngoài ngoài nặng lời quá, con xin phép được rời khỏi chương trình. Về đi. Về đi luôn á. Tàn nhẫn. Đó bắt đầu chín điều rồi đó. Thơm không? Ngon không? Trời, mấy phụ họa tốt ghê ngoại ơi. Cho nó nguội đi, cho hắn nguội. Dẻ thịt ra. Ừ. Mấy em dùng mấy từ lạ ha, dẻ thịt rất là tiếp. Miền Tây các chị ơi. Miền Tây. Còn gì tiếng bóng miền Tây nữa không chỉ đi? À, mình khinh xẻ cá. Hả? Mình khinh xè khe. Cái đó là tiếng Thái nha. Cái gì tụi em nói gì vậy? Em đang chỉ cho em tiếng lóng của miền Tây đi. À. Hả, tiếng cà kha lọc khóc. Cái đó là tiếng Thái mà. Không, cái đó là tiếng miền Tây á. À, còn cái này là nằm khăm rơm khớp. À. Còn cái này là phù khu hành khanh tìm khiếm. À. Phải không vậy? Đúng rồi. Cái đó là tiếng lóng đó. Lóng. Tính ra là bây giờ người ta nói tiếng miền Tây nhiều ha. Em đúng thấy đi rồi. Đâu cũng cà thơi. Cà thơi là tiếng Thái mà chửi bê đê đó. Em đâu biết đâu. Thì nãy giờ chị cũng nắng à, nắng nhưng à. Nhưng mà nói xin lỗi à. Rồi. Xin khà kha lỗi. Xin khinh lồi thôi. Thôi nghe ghê quá à. Rồi. Rồi bây giờ hai phần cháo cũng đã gần như là hoàn thành rồi nha mọi người ơi. Và nhìn rất là đặc sắc luôn nha. Xin tặng cho ngoại à, hai hộp trà bông. Đúng rồi. Rắc lên trên. Đó. Nhìn nó sẽ đẹp hơn. Không. Vậy không, là cái món không là nó được. Có cái gì nè. Không chịu. Món là nó không sao. Không à. Có cái mới sinh mình á. Nó có sinh rõ ràng không. Luôn. Hồi nãy là máy đã bấm quay rồi. Ê Hương ơi, tí nữa mày cho tao ít hai hộp trà bông nha. Sao lúc xin ngoại hiền quá vậy? Khi mà xin được như vậy là được hết á. Xuống giọng cái là được hết á. Tóm lại thế này, trà bông cá vua biển của Hương á, khi mà ăn với cháo thì nó sẽ đẩy lên tận nóc. Đỉnh. Đỉnh của đỉnh. Nghiêm túc mà bây giờ thử nha, cái bây giờ thử coi nha. Mai Phương, thử đi. Bông cá. Công thức của anh 100% nha. Ngon không tụi em? Ngon. Ngon đấy. Đỉnh sao? Cái này mà nắm với cơm ăn ngon. Đúng rồi. Xôi cơm. Xôi cơm. Đi nước ngoài phải mang theo như bé nha. Chuẩn bị em đi Ấn Độ nè. Ngay lập tức thôi, mua đồ ăn mình có khó lắm, khổ lắm. Dạ. Đúng không? Nhưng mà là anh Hưng sẽ gửi chục thùng cho em. Cái gì vậy bà nội? Em tính ở bọn 2 năm mà. Con cái cảm giác á, con ăn này vào á. Ừ. Đồng bằng sông Cửu Long. Rồi, cho chén to đi, nó nhiều quá rồi. Rồi, cho chén to đi, nó nhiều quá rồi. Tràn như thế nào? Là ngoại nấu cháo ra nó ra phù sa hả? Đúng rồi, trời ơi, ra phù sa trời ơi. Trời ơi. Con thử này. Ngóng, ngóng rớt. Cái bạn không thổi. Không, nhưng mà ngon.
thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần rất khó khăn cũng như là vô cùng hồi hộp, đó là phần chấm điểm hai món ăn cháo sườn và cháo cá. Và xin được giới thiệu giám khảo đầu tiên, đó là chị Tăng Tiểu Bình, giám đốc của trung tâm. Và hai giám khảo tiếp theo chính là chị Nguyễn Xuân Phương, tổng giám đốc của Viva Life. Và sẽ tới đến đây để tham gia cùng với chương trình này. Chính các vị sẽ là người cho ra kết quả cuối cùng nhất. Dạ rồi, rồi, xin mời. Xin mời các vị. Các chị ạ. Rất là nhiều cái tình cảm của hai đội dành cho các bé và cho các cụ. Thật sự là em muốn là hai đội đều chiến thắng trong cái... Dạ em mời chị. Nói chung thì em cũng chọn hai đội. Hai đội. Lúc này tất cả trọng trách nghiêng về một người đàn ông. Thật ra thì cái này rất là quan trọng. Tôi ăn thì mỗi một cái đều có cái hương vị ngon riêng, mà mỗi một kiểu cách nó rất là đặc biệt. Dạ. Nhưng mà nếu mà nói về công tâm á, tôi thì tôi thích luôn cả hai thứ, nên bây giờ tôi chắc sẽ chọn luôn cả. Vậy là chúng ta có hai quán quân. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho hai quán quân. Rồi, bây giờ mình sẽ vào bàn nào, mình sẽ cùng ăn nhau ăn cháo nha. Ngoài cái việc sự viếng thăm và nấu ăn cho các cụ, thì Nguyễn Xuân Phương, giám đốc của công ty Viva Life, cùng với bác sĩ Tới và những người bạn của Hưng, đặc biệt là Mr. Mỹ tại Đất Xanh Cần Thơ, cùng với một cái chị nữa đi cùng đoàn của Hưng là chị Trần Mỹ Liên, có một phần quà gửi đến với trung tâm. Xin chị Tiểu Bình nhận dùng cho tụi Hưng cái này đó, để mà hỗ trợ trung tâm. Thay mặt trung tâm thì em cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Hưng, tới anh Hà, chị Nguyễn Xuân Phương, bác sĩ Tới, Hoa hậu Mai Phương cũng như Hoa hậu Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn. Thì đây cũng là nguồn động lực giúp cho ban giám đốc cũng như tất cả các cán bộ công viên sẽ cố gắng vượt qua tất cả khó khăn thử thách để chăm sóc ngày càng tốt hơn đối tượng tại trung tâm này. Chúc các anh chị cùng các thành viên trong đoàn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cũng như mọi khi thưởng thức tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Wow. Và bây giờ quý vị hãy dành một tràng pháo thật to cho phần biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng và Du Hà. Bước xe hè phố, thấy cô em nhỏ xinh đang vui tung tăng trên đường, mà em đã biết
tôi xa hè phố, thấy có cô em nhỏ xinh đang vui tung tăng trên đường, mà em nào biết có ai là trộm nhìn. Có lẽ nắng xuân vừa đến, nắng đến cho em niềm vui, cho em say bao lâu nay tình yêu và những ước mơ vừa xa. Hơi này cô bé trong rừng chăm trà sư, chim kêu hót mừng chào đón anh em mình. Đi xuống đây nè, đi xuống đây nè bé, bé cái gì đó, trời ơi cái gì đó, bây giờ phải trời ơi ngoại mà nói anh ngoại không nè, tóc là tóc thiệt. Trời đất quý vị, người ta nói á là cho bỏ hút nhau người khôn hưởng lợi đấy. Vô nè, chuyên nghiệp chưa? Bột nem vô. Miếng bột ngọt. Bột ngọt hết rồi. Vô đi mấy chị ơi. 30.000 một tô, 30.000 một tô. Chị không, không có mắm cho bạn muốn cá luôn chị ơi. Đây mình ăn muốn mắm thôi, không muốn cá luôn. Quẹo trái dừng xe lại. Dừng trời xe. Trời ơi, cho chị. Mày lại. Anh ơi, dừng xe. Gì vậy? Xe anh ơi, dừng xe lại.